Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Khám Phá Sông Nước. Mình là Bê Kích Lương. Hôm nay mình với ông anh của mình thì tranh thủ cái lúc mà chạm bơm, nó bơm nước vào nè mọi người, thì đi giăng lưới kiếm cá rô ăn hả mọi người. Cái lúa này sau khi mà thu hoạch xong á, thì để chuẩn bị cho cái mùa vụ mới thì trạm bơm có bơm nước vào, thì tranh thủ thì mình đi thả những cái đường nước, những cái nơi mà nước nó hơi lớn hơn so với cái chỗ khác của cái ruộng ha. Mình thả hết cái lưới này thì cũng không có nhiều lắm đâu, khoảng 100 mét thôi. Mình cắt thành nhiều tay nhỏ để mình đi giăng cho nó dễ, để mình lựa cái chỗ nào mình thấy im im rồi có cá thì mình giăng ha mọi người. Ông anh mình thì đang đi bên cái bờ bên kia mọi người. Còn trên cái bờ đê này thì chị của mình có trồng mướp nè. Mướp này thì mướp còn nhỏ non, ngon ăn ngọt tới tay luôn mọi người ơi. Lúc chiều này thì mình tranh thủ buổi chiều mình đi giăng á mọi người. Mình giăng sớm quá thì những con vịt mà nó chạy động, nó đi ra ăn thì nó dướng lưới của mình. Nên mình đợi khoảng 5 giờ mà khi người ta lùa vịt vô, cho người ta nhốt lại rồi á, mình mới bắt đầu đi giăng. Còn cái bờ bên kia đó mọi người, là cái bờ tràm á, giờ nó đen thui luôn rồi. Lý do là đốt đồng á mọi người, rồi nó cháy như vậy đó. Sau đây mình bắt đầu đi thăm lưới ha mọi người. Mở màn này mình coi cái tà lưới bên đây nó im không nha mọi người. Coi cái gô rồi. Ông mạnh mình không chơi sao, bước nghe bạc bạc luôn rồi. Cá này nó thì nó có nhiều gai á. Nó tại vì thì cá chết rồi thì dễ gỡ hơn, chứ còn sống thì nó dãy đâm cũng đau lắm nha mọi người. Cá này mình dính thì nhiều thiệt, nhưng mà cá chết hết trơn rồi mọi người ơi. Cá này thì ít có cá sống lắm, tại mình giăng đêm mà, nên là cá hầu như cá nó chết hết rồi. Cá này thì chủ yếu mình muối ăn, mình muối chiên. Cá gồm bị cua kẹp bắt đầu rồi. Đây một cá chạy bắt lửa luôn mọi người. Tám thần quá. Đây là vịt này mọi người. Sáng sớm bắt đầu người ta thả vịt ra, người ta đi cho ăn nữa đó mọi người. Mình tranh thủ thăm lưới sớm thôi mọi người. Giờ mình lội qua cái bờ bên đây mình thăm tay này ha mọi người. Vô đừng có trê bá cháy ha mọi người. Cái trê đó mình chiên mà làm mắm dừa gừng ăn là tới tay luôn. Sở dĩ cá rô mà mùa này mình giăng ngoài ruộng có là do những con cá mà nó còn sót lại ở những cái vùng trũng mọi người, hoặc là nó trốn trong những cái hang mà có hơi nước nước á, nó cũng chịu sống hơi lâu trong đó à. Hoặc là những trong những cái mương á, hoặc là những cái kinh khi bơm nước lên thì nó đi theo con nước nó vào ruộng mình nó kiếm ăn hả mọi người. Rồi nên nó còn á, tại vì nó nghỉ một cái khoảng thời gian dài mà không có thức ăn nhiều, nên là cá mùa này thì nó ốm nhôm luôn mọi người ơi. Mình sợ nhất là giăng lưới, mà giăng lưới ở trên ruộng á, mình sợ nhất là dính cua á mọi người. Mỗi lần dính cua là nó quậy cho một lỗ rách lưới hết trơn luôn mọi người. Giăng dưới sông là mình sợ dính nhất là cá lau kiến á mọi người. Mỗi lần dính cá lau kiến là xé lưới không mọi người, tại vì mình gỡ không ra. Cái lưng gai thì thôi khỏi nói luôn, cá lau kiến mọi người. Nó dính vô một cái là ngồi gỡ một con là 10 phút nó mới ra khỏi. Má cá này hết thì đừng gỡ luôn. Xe lưng. Không được quay con xe lưng. Quá trời nó quấn một vòng. Ở vậy dính vậy sao xảy được. Để chú Vinny chút coi xe lưới kia kìa. Xe lưới mà ngoài. Xui con mày. Để mày xé được con. Chú gỡ lên cái chuyện đó. Con này ra chết là không anh. Uống một ký nữa. Mọi người thấy vậy chứ cá rô mùa này trứng dữ lắm rồi mọi người.
đối với những cái đứa mà hơi nhỏ nhỏ giống như mình hồi xưa lúc còn nhỏ mình thích ăn cái dưa trứng lắm, trứng cá là mình thích à. Xin chào mọi người, do bây giờ hết không còn cái gì ăn hết nên mấy anh em mới quyết định là đi thả lưới bắt cua. Giờ món ăn thì Si đang suy nghĩ ngay rất là nhiều, nhưng mà để mình về mình chế biến cua gan me là gan muối. Mình đang suy nghĩ. Đây, chuẩn bị mình bắt con đầu tiên nha. Ôi ôi, nó gắt một lỗ luôn, nó chảy mất tiêu rồi. Trời ơi. Cái lỗ chà bá nha mọi người. Cái này trời, cái này chắc con cua biển nó lội vô đây nó mới quậy được cái lỗ như vậy. Ví dụ như không có cua thì mình chơi luôn ốc bu vàng. Có ốc bu vàng. Rồi, trời không phụ lòng người. Cuối cùng cũng có cua, mình để mình gan me hoặc mình gan muối rồi. Đây, giờ chúng ta tiêu bằng tay lưới. Mời anh. Chà bá. Chết thì vậy. Sống. Con cá mùa này thì nó không có ngon như mấy mùa kia. Nó dài sọc với cái vỏ lãi vậy đó. Nhưng mà có đỡ hơn không. Cái này kho khô hoặc chiên ăn cũng được. Chứ không có đến nỗi tệ. Còn mấy mùa kia thì cái bụng nó mập lắm. Còn giờ thì mình nếu mình nhìn vô con cá mình thấy nó dài uồn luôn. Dài như cái vỏ lãi. Sọc luôn. Sống nhăn luôn nè. Cá này gỡ cũng khó chứ không phải dễ. Vẫn tầm lâm hết chứ. Không biết đâu gỡ làm sao luôn. Cuốn đi vô đi nếu không gỡ à. Và đây là thành quả của mình hả mọi người. Thành quả của hai anh em với thêm cháu nó đi ha, được nhiêu đây hả mọi người. Cái này chắc cũng khoảng tầm hết luôn, chắc cỡ mình độ khoảng ký gửi hả mọi người. Cái dạo lưới như vậy thì mình thấy cũng êm hả mọi người. Cũng cả nhà đủ ăn ngày hôm nay hả mọi người. Mình xin kết thúc video này. Hẹn gặp lại với mọi người trong những video tiếp theo. Nếu cảm thấy thích thì hãy like, share để ủng hộ tinh thần của mình ha. Xin chào mọi người.